Đấy, xin chào mọi người. Cũng đã từ rất lâu rồi thì hôm nay mới đón chờ được một bầy con của con mẹ tánh linh của trại em nhá. Lứa này đẻ rất là sai, lứa này đẻ bảy con luôn anh em. Thì cái chuồng mới thì cũng muốn là làm xong đưa sang đấy đẻ. Nhưng mà rất tiếc là em này đã đẻ trước rồi. Ôi nó dẫm con còi. Nó đẻ trước mất rồi thì đành phải đưa nó vào đây nó đẻ tạm. Đây cái chuồng cũ thì cảm giác đẻ thì mình vẫn không thích bằng cái khu bên kia nó sạch sẽ hơn. Thì có thể là tỷ lệ mà nó sống sót thì nó sẽ rất là cao. Đấy, con chuồng này lứa này đẻ con thì cũng thấy là rất là ổn này. Lứa này đẻ 7 con mà cũng khá là đều, một con cũng to. Đấy, con mẹ này thì cũng là mẹ giặc nhưng mà nuôi con rất là tốt. Đấy, cũng qua thử nghiệm mấy lứa cho anh em. Anh em lấy mấy lứa rồi, ok lắm, rất là đẹp. Nó mới đẻ xong lúc sáng mọi người nhá. Đấy, đang còn nhau đấy, vẫn đang ăn nhau đấy. Ngày xưa thì con này nó hỗn, không thể đứng mà quay này đâu. Đứng này nó thấy mình nó chồm lên ngay. Nhưng mà sau một thời gian nuôi thì mình thuần hóa có mấy năm rồi thì bây giờ con lợn này cảm giác này nó cũng ổn rồi. Đấy. Khi nó sinh con thì mình có thể tiếp cận được như này là ok lắm rồi. Đấy. Nó còn sót lại một chút nhau thì nó đang ăn. Nên là con này thật ra là nó hổn quá nên ra chẳng lấy nhau nên ra là cho nó ăn. Thì chắc là 1-2 ngày thì nó ăn nhau của nó cũng chẳng cần phải ăn cám đâu. Ngày mai mình cho ăn. Bảy con cũng chưa biết là được cái tỷ lệ như thế nào. Đấy, sau ít hôm nữa mới biết được mọi người nhá. Đấy, vài hôm nữa cho con mẹ nó thuần đi hơn một chút là tiêm vào vaccine cho con thì mình sẽ kiểm tra. Đấy, bọn này vào vaccine cũng rất là khó, rất là khoai. Rồi, mình quay thế cho các bác xem biết thông tin một chút. Đấy, còn con này nó chuẩn bị đẻ rồi nên thôi chắc phải ra ngoài. Con này mẹ ép thôi. Đấy, quay cho nó đẻ trong này. Định làm chuồng mới để đưa một số nái qua cho đẻ nhưng mà hơi thất bại rồi. Chuồng nó gặp một số ngày mưa nên là xây nó hơi chậm. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của em nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh để và theo dõi để khi có những cái clip mới ra thì nó sẽ thông báo đến mọi người sớm hơn. Rồi. Đấy, giờ nó mới ham. Quá trình phát triển của đàn này thì cũng sẽ đưa lên cho anh em xem. Đấy, xem là sống sót được bao nhiêu con. Rồi, ok, xin chào mọi người. Thank you.